Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy từ Hòa Hảo, Tân Hưng, Long An. Cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Thời gian qua cô bác anh chị em luôn theo dõi kênh điện máy của em, cũng như là mua máy ủng hộ bên em nha. Thì hôm nay em có về được một động cơ Yanma. Em này là 4T100 cô bác anh chị em. 4T100 78,5 PS, dòng tua 3000. Em này thì được chặt trên thùng phát điện chứ không mấy chị em, cho nên nó mới cực kỳ lắm, coi là mới xuất sắc luôn á. Chỗ này có dấu dặn không mấy chị em, cộng dây mát bắt cái đèn nó dặn ra vô lửa đâu mấy chị em. Này em chưa xịt dầu nghe mấy chị em, quay trước cho mấy chị em xem cái mới xịt dầu mở lên nha. Nắp cò có bông nhẹ mấy chị em, bông nhẹ nha, lắp láp thì cực kỳ luôn, không có bông chỗ nào hết trơn. Máy này rất là đẹp, rất là cộp quá nha. Chỗ này cái bông nó sơn nhẹ chỗ này nha. Quá trời cái máy này đẹp, cực kỳ đẹp. Máy này chạy hai mấy giờ quá nha. Máy này chạy hai mấy giờ. Bồ nó. Quá trời đã. Đẹp lắm. Giờ em bắn lên lớp dầu cho các anh chị em xem cho nó đã mắt nha. Chết chưa được. Lớp dày quá, hao dầu quá. Nhìn thấy bóng lộng quá em ha. Phê vải luôn. Máy cực kỳ đẹp. Mấy con phát điện này con nào nó đỏ khủng khiếp. Phê quá vậy. Hiện tại cửa hàng em đang còn hai con không mấy chị em. Một con, hai con không chục bô với một con chục bô nha. Quay cho các chị em xem từ về đoạn nhỏ nha. Ở đây nó có dấu dặn quá em, có dấu dặn tăng đưa nhẹ ăn miếng. Cái này mua sao bán vậy quá em, không có thay đổi kết cấu ở trong đây nha. Mua sao bán vậy quá, mới muốn bệnh luôn. Quay gần gần vậy cho quán chị em xem cho dễ, đứng xa xa quay không có thấy mấy cái chỗ mà nó bị thương bị tật. Bị thương chỗ trừ tiện miếng, bị thương chỗ trừ tiện miếng của anh chị em nha. Bị thương chỗ này chút thì trừ tiền lại miếng, bị thương chỗ này miếng trừ tiền lại miếng, nó vậy quy luật ha. Quá trời xịt cho cái bộ đen bà nội luôn. Đề máy qua mấy ơi, đề máy cái cho bác nghe, nghe nó đã 4T100 mà chạy thứ gì chịu nổi. Phê nha, đầy đàng hoàng em chú. Để em bấm mát không ăn nó sẹt sẹt lửa em chú. Quá phê. Nói ra đi con. Cực kỳ luôn á chị. Máy nổ nhiều máy mới. Đã gì đâu. Phê quá quá vậy. Máy này có chế nước vô đây coi anh chị em,
không chế nước vô đây là chạy âm binh luôn nha. Chế nước vô trong lốc máy mình chạy, mình nẹt ga đã cũng không sao, nó có nước nó nóng nóng không nhầm, còn nó khô nước là âm binh nha các anh em. Khô nước là ăn hết luôn, dĩa luôn á. Đừng thấy người ta nẹt ầm ầm vậy cái đầu đó, nẹt ầm ầm cái âm binh này, ăn nguyên dĩa. Nhớ chế nước vô thầm nhớ. Rồi, em xin cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều quá chị em đã theo dõi video của em cũng như là mấy cái video vừa qua, như là muốn em ủng hộ bên em nha, em ăn ơn nhiều lắm. Thì cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ dùm em, alo dùm em qua hai số điện thoại, ba số điện thoại nha: 05888456 78, 0907 477 444, 0965 477 444. Em ở là thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An các anh chị em. Đó, các anh chị em nào gần cửa hàng em thì đến cửa hàng xem. Còn nếu mà ở xa thì các anh chị em nhờ anh em, bè bạn nào giỏi về máy, gần về máy xem dùm video coi mình có đáng nên mua hay là không. Đó vậy. Rồi, suy nghĩ thêm 1 2 ngày hoặc là 5 10 tiếng đồng hồ nữa rồi quyết định mua, chuyển tiền của các anh chị em nha. Đừng vội nha, cứ từ từ nha. Vội quá rồi đôi khi các anh chị em đổ thừa, hổm tôi gấp quá tôi mua tôi không thấy này kia nọ. Rồi bây giờ này kia nọ ha, các kiểu nha. Ở đây em bài hàng giữa chợ quá chị em. Em bài hàng giữa chợ là nhiều của bác chị em theo dõi, nhiều của bác chị em xem, trong đó bậc thầy thợ, bậc tiền bối có. Vì thế cho nên đừng có nói cái câu là tôi lỡ, tôi không thấy, tôi tưởng nha. Không có nha, không có. Em không hề ép của bác anh em mua, không hề hối thúc, không hề phải kêu chuyển tiền liền, không có. Cứ từ từ đi anh em, cô bác xem kỹ video, xem kỹ hình ảnh, số máy cụ thể rồi chuyển tiền cho em cũng không muộn nha. Đó, cô bác anh chị em ơi, cô bác anh chị em ơi, cô bác anh chị em xem kênh video, xem của video của em thấy hay, thấy máy chất lượng thì đăng ký ủng hộ giúp em nha. Đăng ký đi, rồi khi mà em đăng một con máy nào lên nó sẽ thông báo của anh chị em, là của anh chị em kịp thời theo dõi, là của anh chị em kịp thời so sánh máy như thế nào, giá cả như thế nào, nó kiểu có anh chị em nha. Đó, hiển thị rất là nhiều kênh gần gần bên em đó, cô bác anh chị em bấm vào xem. Đó vậy, mua ủng hộ giùm, mua ai cũng vậy, mua giùm em ăn ơn. Đó vậy, cái này nữa nè cô bác anh chị em, cái này mới phê, giá trên 80 triệu một chút, phê ha. Máy cực kỳ luôn, 98% mới chạy 20 mấy giờ, giá 80 mấy triệu, quá hợp lý. Giao hàng tận nơi, bao ship toàn quốc không tính phí. Cực kỳ không các anh chị em. Quá êm đúng không các anh chị em? Đó. Đã ghê, 4T100. 1000 con không phản 1000. Cái bộ lửa nè. Nhất cái hàm răng, trước khi em xịt dầu em đã quay rồi nha, chứ không phải xịt dầu tè le tái lẻ vô đây khen không có quá cho em nha. Quan trọng là chưa xịt dầu đi quay đi mới biết, xịt dầu rồi con nào như con nấy, chưa xịt dầu quay đi mới biết vàng với thao. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha, cô bác chị em cảm ơn nhiều lắm. Xin chúc tất cả cô bác chị em được nhiều sức khỏe, được thành công trong công việc nha. Hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo. Xin chào.